Xin chào thầy Hưng và các bạn. Đã 21 năm rời xa mái trường thân thương. Giờ đây, mỗi người một phương trời, mỗi người một công việc. Có người thành công, có người chưa đạt được như ý muốn. Nhưng hôm nay, bỏ lại sau lưng tất cả, chúng ta đã về đây để sum vầy, tụ họp, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp nhất thời nhất quỷ nhì ma, để cùng viết thêm những ký ức đẹp của cuộc đời mình. Dù đi đâu hay làm gì, mong thầy và các bạn, chúng ta sẽ mãi mãi luôn nhớ đến những kỷ niệm tuyệt vời đã trải qua cùng nhau và vẫn giữ liên lạc với nhau trong tương lai, cùng nhau cố gắng để trở thành người có ích cho xã hội. Bước chân vội vã rộn ràng thêm nhiều tiếng về gọi nhau ngày rực rỡ hòa vang với tiếng trong lúc tan trường anh là anh qua thấy trong tim mình hát vào một khúc ca một tình yêu một niềm vui chưa tràn thật xa những bước chân đầu tiên mang nhau một ước bao hoài bão. Chào các em lớp 12A5, thầy chủ nhiệm các em chỉ một năm thôi, cho nên là những cái hình ảnh về các em cũng không còn nhớ nhiều, nhất là sau khi ra trường 20 năm cũng không được gặp lại các em. Đấy, nhưng mà thầy nhớ nhất cái kỷ niệm lớp mình đó là cái đợt mình đi tham quan ở Hồ Đại Nải, thuê một cái xe Carosa của công ty xe buýt Hà Nội. Ông lái xe khó tính cứ mắng lớp mình suốt, nên sau khi đến Hồ Đại Nải cắm trại, lớp mình có 3 đôi yêu nhau và lúc đó của nhà trường nhắc là không được đi ra bên ngoài vì ra ngoài có thể bị dân bắt cóc, nên thầy đã cho 3 đứa này nằm gần nhau ở trong lớp và chúng mày không được đi đâu, còn ở trong muốn làm gì thì làm. Thầy nhớ nhất kỷ niệm là đi tham quan cắm trại lớp mình. Thế còn khi dạy ở lớp mình thì do chỉ dạy có 1 năm thôi thì thầy nhận thấy là lớp mình thì đa số các bạn là ngoan hiền, không có học sinh cá biệt. Khóa trước thầy chủ nhiệm các bạn lớp 12B5 thì toàn học sinh cao biệt, thầy đau đầu nhiều, còn lớp mình thì nói chung là thầy cũng không vất vả gì nhiều. Đấy, cũng rất là vui, thì đến bây giờ thấy các em đã trưởng thành và các em đã tìm đến nhau để mà nhớ lại những cái kỷ niệm xưa và nhớ tới thầy, thì thầy cũng rất là vinh dự đã được dạy các em, bởi vì trong cái kỷ niệm của các em thời học sinh thì sẽ có hình bóng của thầy đã chủ nhiệm, thì thầy cảm thấy như thế rất vinh dự và thầy mặc dù là không gặp em nhưng mà rất mong muốn các em sẽ trưởng thành thành đạt và hạnh phúc, sẽ có là cái người công dân có ích cho xã hội, thì mong là như vậy. Để chúc các em và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Để mai đây có nhìn lại dù cuộc sống có những